Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình trưa nay Chủ nhật 2 tháng 8 sẽ chuyển tải đến quý vị những nội dung chính. Thành phố Vũng Tàu kiên trì thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường bền vững. Với đất đỏ, doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm giảm 29% do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chấp cánh ước mơ bóng đá cho con trẻ. Mở đầu chương trình thời sự trưa nay sẽ là những thông tin được ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Vũng Tàu lần thứ 14 khóa 6 vừa thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về kế hoạch điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đợt 1 đối với các công trình đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố Vũng Tàu trong năm 2020. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được bổ sung cho 10 dự án và đồ án quy hoạch với tổng mức vốn bố trí là 20 tỷ 620 triệu đồng. 50 dự án được điều chỉnh vốn là 291 tỷ 652 triệu đồng. 12 dự án bổ sung vốn để tất toán và thanh quyết toán là 5 tỷ 146 triệu đồng. 8 đồ án quy hoạch theo luật quy hoạch có tổng vốn bổ sung là 14 tỷ đồng. Đối với công trình bố trí vốn đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp, có 54 đề án công trình phải điều chỉnh vốn là 50 tỷ 042 triệu đồng, 29 công trình bổ sung vốn 3 tỷ 749 triệu đồng, 21 công trình đã quyết toán bố trí vốn để tất toán, 4 công trình đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật bố trí vốn để triển khai thực hiện và 4 công trình ghi danh mục chuẩn bị triển khai. Thực hiện đề án đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, thành phố Vũng Tàu đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án gồm 12 thành viên. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu làm trưởng ban, lãnh đạo Công an thành phố Vũng Tàu làm phó trưởng ban thường trực, lãnh đạo các hội đoàn thể gồm Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, trưởng các đồn biên phòng Bến Đá, Chí Linh là thành viên. Theo đề án đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch trên địa bàn, từ nay đến cuối năm 2020, thành phố Vũng Tàu sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai hiệu quả các quy chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan đến đảm bảo trật tự trị an, trật tự công cộng trong hoạt động du lịch, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trấn áp tội phạm, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu điểm du lịch. Từ đầu năm đến nay, thành phố Vũng Tàu đã đón và phục vụ trên 1,1 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có khoảng 226.000 khách quốc tế. Thưa quý vị, thành phố Vũng Tàu đang trong quá trình phát triển mạnh. Các hoạt động xây dựng, phát triển, đô thị hóa không tránh khỏi sự tác động đến môi trường. Và để bảo vệ môi trường bền vững, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng chức năng, các lực lượng tích cực đồng loạt triển khai những giải pháp bảo vệ môi trường, nhất là kéo giảm tối đa lượng rác thải nhựa. Đến nay, công tác bảo vệ môi trường của thành phố Vũng Tàu đã có chuyển biến tích cực. Phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu có khoảng 500 hộ làm nghề biển như sơ chế hải sản tươi, làm nước mắm, đóng sửa tàu thuyền, sản xuất nước đá, vá sửa ngư lưới cụ. Ngoài ra còn có khoảng 250 ghe tàu địa phương neo đậu trên chiều dài 2,6 km kênh Bến Đình. Thực hiện kế hoạch cải thiện môi trường kênh Bến Đình thuộc các phường, phường 5, phường 9, phường Thắng Nhì. Đến nay, sau 2 năm triển khai, hầu hết các hộ dân sinh sống trên địa bàn phường Thắng Nhì đã chuyển giao rác thải phát sinh hàng ngày cho đơn vị thu gom rác. Ý thức bảo vệ môi trường của người dân sống ven kênh không ngừng nâng lên. 100% hộ dân ven kênh và chủ các phương tiện ghe thuyền trên địa bàn phường cũng đã ký cam kết không xả rác và nước thải xuống kênh Bến Đình. Ô nhiễm rác thải và mùi hôi tại khu vực này giảm tới 80%. Thì nói chung lên phường thì ở trên phường cũng có nêu ra vài cái vấn đề để mà một là không xả rác xuống sông, rồi về đây thì cũng tuyên truyền anh em với ghe đi họp về thì cũng về tuyên truyền anh em với ghe là coi như mỗi ghe phải có một thùng đựng rác riêng chứ đừng có dục xuống sông làm ô nhiễm môi trường. Ghe tàu rồi tôi cũng vận động là bỏ sọt xuống để rác vô trong, gia đình thì cũng để sọt để đựng rác, đăng ký đổ rác theo đúng quy định của nhà nước.
Với quyết tâm thay đổi diện mạo thành phố, Đảng bộ và chính quyền thành phố Vũng Tàu triển khai hàng loạt nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Nhiều hoạt động thiết thực được các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân hưởng ứng như nói không với sản phẩm nhựa, thường xuyên ra quân dọn vệ sinh bãi biển, thay thế chai nhựa sử dụng một lần tại các cơ quan, đơn vị, trường học bằng các chai lọ thủy tinh, bình nước sử dụng nhiều lần và những sản phẩm thân thiện với môi trường. Các siêu thị cũng thực hiện gói hàng bằng lá chuối, các quán nước sử dụng ống hút bằng gạo, bằng giấy thay thế ống hút nhựa. Các phường tổ chức tặng chó đi chợ sử dụng nhiều lần cho các khu dân cư, khu phố. Tuyên truyền vận động người dân đi chợ mang theo giỏ sử dụng nhiều lần. Túi giấy, túi tự phân hủy thay vì túi nhựa. Mặt trận phường đầu năm thì đã tổ chức phát động cái phong trào chống rác thải nhựa. Và tại cái buổi phát động này thì mặt trận phường đã phát được 450 túi thân thiện môi trường này và đã phát 12 bình nước inox cho ban thường trực mặt trận phường và trưởng ban công tác mặt trận 6 khu phố. Hội đã triển khai tại các cuộc họp ban chấp hành của hội và các hội nghị giao ban của khu phố, của các chi hội ở dưới khu phố để tuyên truyền vận động đến cán bộ hội viên phụ nữ phường là tham gia cái mô hình này, vừa bảo vệ môi trường và vừa có tiết kiệm được cái khoản tiền để giúp chị em phụ nữ có hoàn cảnh nghèo khó khăn và trao học bổng cho các học sinh nghèo. Được chính quyền địa phương tuyên truyền là phải góp phần xây dựng địa phương xanh sạch đẹp. Tôi và các hộ dân chung quanh ở đây chiều tầm 7 giờ thì sẽ mang rác để trước cửa nhà mình. Thì khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ thì có nhà đổ rác, người ta sẽ mang đi đổ. Và người ta đổ rất là đúng quy định, ngày nào người ta cũng đổ. Từ hôm có cái chủ trương cho tới giờ thì nguyên khu phố này được sạch đẹp. Năm nay là tập trung với rác thải nhựa là mình phải vận động làm sao trong cơ quan rồi mọi người xung quanh mình mà hạn chế sử dụng rác thải nhựa. Thì rác thải nhựa nó gây cái tác hại rất là to lớn về sau này cho con cháu của mình. Đến cuối năm 2019, 90% các hộ dân trong toàn thành phố đã ký cam kết để rác đúng nơi quy định. 98% cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn đã thực hiện thu gom xử lý chất thải rắn. Toàn bộ rác thải sinh hoạt, nước rỉ rác từ các trạm trung chuyển được Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu vận chuyển về khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên để xử lý. 90% chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. Năm 2020, thành phố Vũng Tàu triển khai dự án truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư địa phương. Và mỗi nhóm đối tượng đều có xây dựng những quy tắc ứng xử phù hợp theo mục tiêu chung, xây dựng Vũng Tàu là thành phố du lịch xanh, sạch đẹp, giữ vững danh hiệu thành phố du lịch sạch ASEAN. Chuyển sang những ghi nhận tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, theo báo cáo về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đến cuối năm 2019, toàn huyện Đất Đỏ đã có hơn 1.950 hộ thoát nghèo. Số hộ nghèo còn lại chiếm tỷ lệ 1,31%. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, huyện Đất Đỏ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đơn vị, địa phương trong huyện. Trong đó, các kế hoạch phải được thực hiện sát với thực tế của từng xã, thị trấn. Huyện đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập cho người nghèo, gắn sản xuất nông nghiệp với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách hỗ trợ việc làm cho người lao động. Đặc biệt, tập trung chuyển hướng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Các mục tiêu chỉ tiêu về giảm nghèo, giải quyết việc làm hàng năm trên địa bàn huyện cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 còn 1,31% trên tổng số hộ toàn huyện. Trên địa bàn huyện Đất Đỏ hiện có 15 doanh nghiệp, 27 cơ sở lưu trú đang kinh doanh dịch vụ du lịch với trên 860 phòng và gần 350 căn biệt thự. 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên kết quả hoạt động du lịch của huyện giảm mạnh so với cùng kỳ. Từ đầu năm 2020 đến nay, huyện Đất Đỏ đón và phục vụ hơn 123.000 lượt khách, giảm gần 16% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 84 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Tình hình an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bình ổn giá dịch vụ tại các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch được đảm bảo. Hoạt động đảm bảo an toàn cho du khách tại các bãi tắm, hồ bơi được thực hiện tốt, không xảy ra tai nạn đuối nước.
Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch huyện Đất Đỏ sẽ đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch, xây dựng các hoạt động văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương để thu hút khách lưu trú dài ngày. Khôi phục lại đường hoa anh đào để thu hút du khách. Huyện Đất Đỏ có 2 chợ hạng 2, 4 chợ hạng 3 cùng với hơn 188 doanh nghiệp và 1.200 hộ kinh doanh trong các chợ. Thời gian qua, bên cạnh sự phát triển về số lượng quy mô, việc đảm bảo an toàn điện, phòng chống cháy nổ luôn được các chợ trên địa bàn huyện Đất Đỏ chú trọng. Các chợ trên địa bàn huyện Đất Đỏ đều được đầu tư máy bơm nước chữa cháy và thường xuyên kiểm tra trụ bơm, ống dẫn nước chữa cháy. Ban quản lý các chợ cũng thường xuyên nhắc nhở tiểu thương kinh doanh đúng nơi quy định, không lấn chiếm lối đi, bày bán hàng hóa, che khuất các tủ chứa thiết bị phòng cháy chữa cháy. Các tiểu thương ở chợ đều thực hiện nghiêm quy định, không nấu nướng, thắp hương tại khu vực buôn bán, tắt hết các thiết bị điện trước khi ra về, tự trang bị các bình chữa cháy mini để kịp thời ứng phó các sự cố dập cháy. 5 năm gần đây, các chợ trên địa bàn huyện Đất Đỏ chưa để xảy ra bất kỳ sự cố cháy nổ nào. Thành phố Bà Rịa là địa phương được ghi nhận tiếp theo trong phần thông tin địa phương. Thưa quý vị, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa có 25 hội viên phụ nữ là người dân tộc thiểu số, chiếm gần 10% tổng số hội viên. Trong những năm qua, cùng với các cấp ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hưng luôn quan tâm chăm lo cải thiện đời sống của phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nhờ vậy, đời sống vật chất tinh thần của phụ nữ người dân tộc từng bước được nâng lên. Để có vốn hỗ trợ phụ nữ người dân tộc thiểu số phát triển kinh tế gia đình, Hội Phụ nữ xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa duy trì ổn định nhóm phụ nữ tiết kiệm. Từ nguồn tiền này, hàng tháng các chi hội ưu tiên cho hội viên nào đang gặp khó khăn hoặc cần vốn chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng không lãi suất. Thông qua sự hướng dẫn hỗ trợ của tổ chức hội, trong năm 2019 có 5 hội viên phụ nữ cũng được vay hơn 190 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để sửa nhà, phát triển kinh tế. Bên cạnh việc hỗ trợ vốn sản xuất cho hội viên, Hội Phụ nữ xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa còn tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ định kỳ phù hợp với nhu cầu của hội viên người dân tộc thiểu số để thu hút hội viên tham gia tổ chức hội. Thưa quý vị, bóng đá là môn thể thao vua thu hút sự quan tâm và đam mê của nhiều người. Và không chỉ là đam mê, có người còn muốn dấn thân vào bóng đá chuyên nghiệp. Anh Nguyễn Ngọc Dũng ở xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ đã quyết định dành mọi tâm huyết, công sức, tiền của đầu tư vào bóng đá chuyên nghiệp, nhưng không phải cho bản thân mà cho cậu con trai duy nhất. Được gia đình chăm lo đầu tư bài bản, cậu con trai của anh Dũng, cháu Nguyễn Hoàng Gia Nguyễn đang dần tiến xa. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ cậu bé Gia Nguyễn quý vị nhé. Hồi nhỏ tôi rất là đam mê bóng đá, nhưng mà do cuộc sống nên mình không có theo đuổi được. Và thấy cháu cũng đam mê bóng đá và cũng có khiếu, nên mình đã quyết định là mình đầu tư và hướng dẫn cách chơi cho bé. Để giúp cậu con trai Nguyễn Hoàng Gia Nguyễn bước vào bóng đá chuyên nghiệp, như niềm đam mê và khả năng thiên phú mà anh Nguyễn Ngọc Dũng ở xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ đã sớm nhận thấy ở con, anh thiết kế hẳn sân bóng mini cỏ nhân tạo ngay trên sân thượng nhà mình. Sân bóng đặc biệt này có đầy đủ dụng cụ hỗ trợ cậu bé Gia Nguyễn có thể chơi bóng, rèn luyện kỹ năng một cách tốt nhất. Và không chỉ có thế, tôi cũng gửi cho cháu học những cái lớp đá năng khiếu ở trên Bà Rịa do mấy thầy bộ môn thể dục của cháu dạy. Ngoài ra cũng có nhiều cái sân chơi chẳng hạn như là Lotte Kids năng khiếu Lotte hay là mấy giải bóng đá thiếu niên như đồng toàn quốc. Mặc dù cũng bận việc nên tôi cũng sắp xếp cho cháu tham gia ở trên thành phố. Là một người mẹ thì cũng như bao người mẹ khác, cũng thì con đam mê cái gì thì mình phải cho con nó theo đuổi cái niềm đam mê của nó, không có dùng áp lực gì hết, chỉ mong con thích cái niềm đam mê của mình và thành công vậy thôi. Đam mê và có năng khiếu lại được gia đình đầu tư rất sớm. Nguyễn Hoàng Gia Nguyễn, năm nay 11 tuổi, trưởng thành vượt bậc về bóng đá so với độ tuổi. Mùa giải cúp truyền hình BRT đầu tiên 2019, Gia Nguyễn đã giữ vai trò chủ lực của đội bóng U11 thị xã Phú Mỹ. Năm nay, Gia Nguyễn là đội trưởng của U13 xã Tân Hòa, vô địch giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thị xã Phú Mỹ và đoạt luôn danh hiệu vua phá lưới của giải. Đặc biệt,
Cuối tháng 7 vừa qua, Gia Nguyễn đã chính thức trúng tuyển vào khóa 2 Học viện bóng đá Juventus Việt Nam. Ước mơ của con là trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Và đó cũng là mong mỏi của ba con và các thành viên trong gia đình. Con sẽ cố gắng tập luyện thật nhiều để đạt được ước mơ ấy. Hành trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp với Gia Nguyễn còn dài, rất dài ở phía trước. Dù biết sẽ có lắm chông gai, nhưng Gia Nguyễn rất tự tin. Bởi cậu bé có hậu thuẫn vững chắc, có một gia đình yêu thương và chăm sóc hết mức, nâng đỡ hết lòng cho đôi cánh ước mơ bóng đá bay cao, bay xa. Thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều ngày liền xuất hiện những ca nhiễm trong cộng đồng tại một số tỉnh thành cả nước và có nguy cơ tiếp tục lan rộng đến nhiều địa phương, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu. Thì sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành công văn số 7886 về tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Nội dung công văn có những điểm đáng lưu ý. Kể từ 0 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2020, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như quán bar, vũ trường, karaoke, các sự kiện văn hóa thể thao tập trung đông người, các lễ hội, lễ nghi tôn giáo, hội chợ, hội nghị, hội thảo, hội thao chưa cấp thiết, lễ chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần tại Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh và hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ. Không tập trung quá 30 người và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét tại nơi công cộng. Người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch như trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí rửa tay sát khuẩn và đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh, hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, trên phương tiện phải bố trí dung dịch sát khuẩn để hành khách rửa tay. Chương trình Hòa nhập phát triển trưa 2 tháng 8 tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.